Trấn Thành tung clip 12 phút, đích thân làm rõ 5 vấn đề, lý do xóa bài, tiền mua nước hoa, số dư, và tuyên bố một điều quan trọng. Trấn Thành tiếp tục có chia sẻ dài về những vấn đề xoay quanh chuyện sao kê từ thiện thông qua clip 12 phút vừa đăng tải. Sau khi tung 1.000 trang sao kê tiền từ thiện, tối ngày 7 tháng 9, Trấn Thành chính thức tung clip giải đáp hàng loạt thắc mắc liên quan đến việc sao kê. Mở đầu clip, nam MC bộc bạch, sau khi đăng bài viết lên fanpage 1.000 trang sao kê thì sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều, tôi biết như vậy. Mọi người sẽ hỏi là những cái này có thật hay không, hay chỉ là những tờ giấy thống kê, không phải sao kê đến từ ngân hàng thì giờ tôi quay clip để mọi người thấy tất cả đều là thật, không sửa, không thay đổi được. Fanpage Vietcombank bất ngờ bị tấn công, sau khi Trấn Thành công khai 1.000 tờ sao kê từ thiện. Cũng trong đoạn clip, Trấn Thành đã làm rõ 5 vấn đề sau, lý do xóa bài và che tên các tài khoản, tổng số dư đầu tiên và số dư cuối cùng, tại sao bản sao kê không có cột số dư, có sở hữu 210 tỷ như lời đồn hay không và hành động mua nước hoa đáng nghi. Clip Trấn Thành giải đáp loạt thắc mắc về 1.000 tờ sao kê của khán giả. 1. Số dư ở ngày bắt đầu kêu gọi từ thiện đến khi thông báo ngừng nhận quyên góp. Trên clip, Trấn Thành chỉ rõ thời gian sao kê là từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 đến ngày 21 tháng 12 năm 2020, khẳng định số dư ở trang sao kê đầu tiên, tức ngày 14 tháng 10 là 37.000 đồng. Đến ngày 15, nam MC nhận được khoản tiền đầu tiên là 100.000 đồng sau khi đăng tải bài viết kêu gọi quyên góp lên trang cá nhân. Ở trang sao kê số 998, ngày 22 tháng 12 ghi nhận Trấn Thành đã gửi 3,353 tỷ cho mẹ của Hà Hồ để làm từ thiện. Cũng ở trang sao kê này, có thể thấy con số ghi nợ và con số ghi có chỉ chênh lệch khoảng 363.000 đồng, số dư cuối cùng là 400.000. Điều này có nghĩa là gần như số tiền chuyển vào đều được Trấn Thành gửi đi để làm từ thiện. Số dư đầu tiên là 37.000 đồng. Sau khoảng thời gian kêu gọi, Trấn Thành nhận được gần 9,7 tỷ và đã gửi đi hết. Số dư cuối cùng là 400.000. 2. Lý do xóa bài và che tên các tài khoản từ thiện. Chia sẻ về lý do xóa bài, Trấn Thành cho biết vì để tiện cho khán giả theo dõi nên anh đã đăng tải 1.000 hình ảnh sao kê lên link Google Drive, kho dữ liệu thay vì chia thành 10 bài viết như ban đầu. Do đó, nam MC quyết định xóa bài viết đầu tiên trên Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, về lý do che hết tên của các tài khoản gửi tiền từ thiện, Trấn Thành cho biết việc này dựa trên lời khuyên của luật sư nhằm đảm bảo danh tính của những người đã quyên góp. Bởi lẽ việc tự ý đưa thông tin của người khác lên là việc làm không đúng. Do đó, ekip của anh quyết định đảm bảo quyền riêng tư của người quyên góp. Bài viết đầu tiên của Trấn Thành, sau đó nam MC đã xóa đi và thay bằng link Google Drive. Nam MC cập nhật tất cả hình ảnh sao kê trong một kho dữ liệu. 3. Giải đáp thắc mắc không có cột số dư. Về việc này, Trấn Thành chia sẻ, người ta chỉ tổng kết số dư vào cuối ngày, tức là qua một ngày mới thôi. Cho nên nói không thấy cột số dư là không phải, nó có chứ không phải là không. Tôi đã điều tra rồi, tôi có lục ra coi thử thì thấy nó nằm ở trang 319, khi chuyển giao sang một ngày mới. Đó là bắt đầu chuyển giao từ ngày 15 sang ngày 16, cuối ngày mới tổng kết một lần. Cột số dư này có rõ ràng chứ chúng tôi không che gì hết trơn. Ở khoảng giao giữa ngày cũ và ngày mới sẽ có hiển thị số dư rõ ràng. 4. Phủ nhận có 120 tỷ, khẳng định số dư đến ngày 5 tháng 9 năm 2021 là 9 triệu rưỡi, không phải 9 tỷ. Sau khi đã kết thúc đợt quyên góp và rút toàn bộ tiền ra để đi làm từ thiện, Trấn Thành vẫn nhận được một vài khoản tiền từ các tài khoản khác nhau. Dẫu vậy, Trấn Thành vẫn không xài số tài khoản này từ khi kết thúc đợt từ thiện đến nay, tức đã 9 tháng trôi qua. Anh cũng phủ nhận việc sở hữu 120 tỷ như lời đồn. Trong 9 tháng trời, nó vô 9 triệu rưỡi, nếu ai còn quy chụp tôi lấy tiền của người ta 9 triệu rưỡi thì tôi cũng không biết nói làm sao luôn. Lúc đầu tôi nói là tôi chỉ đóng góp 300 triệu, sau đó tôi thấy tiền tiết kiệm có lãi, tôi thấy bà con đang rất khổ nên tôi đóng hết vào đấy luôn. Cộng lại hết lên đến gần 800 triệu, hơn gấp đôi luôn. Không lẽ tôi đóng 800 triệu để tôi ăn 9 triệu, cái điều đó không hợp lý. Số dư cuối cùng là 9,5 triệu chứ không phải 9 tỷ hay 120 tỷ như lời đồn. 5.
làm rõ khoản tiền mua nước hoa ở tài khoản chuyển 2 tỷ 1 cho mẹ Hà Hồ. Trấn Thành Đính Chính Anh chỉ có một tài khoản để kêu gọi từ thiện, còn tài khoản mua nước hoa là tài khoản của riêng, đến từ ngân hàng khác. Đây là tờ giấy đến từ ngân hàng khác, là tài khoản của riêng Trấn Thành, không liên quan gì đến cái này hết. Cho nên ai trách tôi chứng tỏ không chịu đọc bài đăng đó. Tôi viết rất rõ rằng tôi đã lấy bên từ thiện 2 tỷ 2 chuyển cho bố, nhờ bố chuyển cho cô Hương nhưng cô Hương chưa cần và hẹn lại tuần sau. Chẳng lẽ khi ấy tôi lại bảo bố là chuyển lại tiền cho tôi? Cho nên tôi bảo bố cứ giữ đấy, tôi dùng tiền riêng của tôi, vào ngày 26 tháng 10, tôi chuyển lại cho cô Hương 7 lần bằng mobile banking tổng cộng là 2 tỷ 1. Sau đó tôi chuyển lại 100 triệu vào quỹ từ thiện. Nó rất là rõ ràng, còn chuyện tôi mua nước hoa là chuyện của tôi, tiền của tôi xài chứ, nam MC bộc bạch. Trấn Thành mua nước hoa ở tài khoản riêng của mình. Cuối clip, Mam MC tuyên bố, nếu Trấn Thành làm sai thì người đầu tiên tôi phải đối diện là pháp luật. Mọi người đừng đặt những câu hỏi ra nữa, khi tôi tung ra thế này là đã có tư vấn của luật sư, kế toán rồi cho nên tôi mới đưa ra. Tôi không làm sai nên tôi không sợ. Những lời vu khống, bịa đặt tiếp theo nếu như làm ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống của tôi, tấn công vào gia đình tôi bằng tin nhắn dù không có bằng chứng gì cả. Nếu như người nào tiếp tục làm như vậy, hoặc là kênh YouTube nào tiếp tục thay đổi cấu trúc, làm lệch hướng, bôi nhọ sai sự thật thì tôi nói thật, tôi sẽ dùng đến pháp luật, tôi sẽ nhờ luật sư gửi đơn cho những người đó, tôi nói thật. Tôi làm những điều này để quý vị thấy nghệ sĩ chúng tôi có rất nhiều người muốn đóng góp cho xã hội. Trấn Thành tuyên bố sẽ khởi kiện nếu kênh YouTube nào dám tiếp tục bôi nhọ danh dự của anh. Trấn Thành tung clip 12 phút, đích thân làm rõ 5 vấn đề, lý do xóa bài, tiền mua nước hoa, số dư, và tuyên bố một điều quan trọng. Trấn Thành tiếp tục có chia sẻ dài về những vấn đề xoay quanh chuyện sao kê từ thiện thông qua clip 12 phút vừa đăng tải. Sau khi tung 1.000 trang sao kê tiền từ thiện, tối ngày 7 tháng 9, Trấn Thành chính thức tung clip giải đáp hàng loạt thắc mắc liên quan đến việc sao kê. Mở đầu clip, nam MC bộc bạch, sau khi đăng bài viết lên fanpage 1.000 trang sao kê thì sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều, tôi biết như vậy. Mọi người sẽ hỏi là những cái này có thật hay không, hay chỉ là những tờ giấy thống kê, không phải sao kê đến từ ngân hàng thì giờ tôi quay clip để mọi người thấy tất cả đều là thật, không sửa, không thay đổi được. Fanpage Vietcombank bất ngờ bị tấn công, sau khi Trấn Thành công khai 1.000 tờ sao kê từ thiện. Cũng trong đoạn clip, Trấn Thành đã làm rõ 5 vấn đề sau, lý do xóa bài và che tên các tài khoản, tổng số dư đầu tiên và số dư cuối cùng. Tại sao bản sao kê không có cột số dư, có sở hữu 210 tỷ như lời đồn hay không và hành động mua nước hoa đáng nghi. Clip Trấn Thành giải đáp loạt thắc mắc về 1.000 tờ sao kê của khán giả. 1. Số dư ở ngày bắt đầu kêu gọi từ thiện đến khi thông báo ngừng nhận quyên góp. Trên clip, Trấn Thành chỉ rõ thời gian sao kê là từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 đến ngày 21 tháng 12 năm 2020. Khẳng định số dư ở trang sao kê đầu tiên, tức ngày 14 tháng 10 là 37.000 đồng. Đến ngày 15, nam MC nhận được khoản tiền đầu tiên là 100.000 đồng sau khi đăng tải bài viết kêu gọi quyên góp lên trang cá nhân. Ở trang sao kê số 998, ngày 22 tháng 12 ghi nhận Trấn Thành đã gửi 3,353 tỷ cho mẹ của Hà Hồ để làm từ thiện. Cũng ở trang sao kê này, có thể thấy con số ghi nợ và con số ghi có chỉ chênh lệch khoảng 363.000 đồng, số dư cuối cùng là 400.000. Điều này có nghĩa là gần như số tiền chuyển vào đều được Trấn Thành gửi đi để làm từ thiện. Số dư đầu tiên là 37.000 đồng. Sau khoảng thời gian kêu gọi, Trấn Thành nhận được gần 9,7 tỷ và đã gửi đi hết. Số dư cuối cùng là 400.000. 2. Lý do xóa bài và che tên các tài khoản từ thiện. Chia sẻ về lý do xóa bài, Trấn Thành cho biết vì để tiện cho khán giả theo dõi nên anh đã đăng tải 1.000 hình ảnh sao kê lên link Google Drive, kho dữ liệu thay vì chia thành 10 bài viết như ban đầu. Do đó, nam MC quyết định xóa bài viết đầu tiên trên Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, về lý do che hết tên của các tài khoản gửi tiền từ thiện, Trấn Thành cho biết việc này dựa trên lời khuyên của luật sư nhằm đảm bảo danh tính của những người đã quyên góp. Bởi lẽ việc tự ý đưa thông tin của người khác lên là việc làm không đúng. Do đó, ekip của anh quyết định đảm bảo quyền riêng tư của người quyên góp. Bài viết đầu tiên của Trấn Thành,
Sau đó nam MC đã xóa đi và thay bằng link Google Drive. Nam MC cập nhật tất cả hình ảnh sao kê trong một kho dữ liệu. 3. Giải đáp thắc mắc không có cột số dư. Về việc này, Trấn Thành chia sẻ, người ta chỉ tổng kết số dư vào cuối ngày, tức là qua một ngày mới thôi. Cho nên nói không thấy cột số dư là không phải, nó có chứ không phải là không. Tôi đã điều tra rồi, tôi có lục ra coi thử thì thấy nó nằm ở trang 319, khi chuyển giao sang một ngày mới. Đó là bắt đầu chuyển giao từ ngày 15 sang ngày 16, cuối ngày mới tổng kết một lần. Cột số dư này có rõ ràng chứ chúng tôi không che gì hết trơn. Ở khoảng giao giữa ngày cũ và ngày mới sẽ có hiển thị số dư rõ ràng. 4. Phủ nhận có 120 tỷ, khẳng định số dư đến ngày 5 tháng 9 năm 2021 là 9 triệu rưỡi, không phải 9 tỷ. Sau khi đã kết thúc đợt quyên góp và rút toàn bộ tiền ra để đi làm từ thiện, Trấn Thành vẫn nhận được một vài khoản tiền từ các tài khoản khác nhau. Dẫu vậy, Trấn Thành vẫn không xài số tài khoản này từ khi kết thúc đợt từ thiện đến nay, tức đã 9 tháng trôi qua. Anh cũng phủ nhận việc sở hữu 120 tỷ như lời đồn. Trong 9 tháng trời, nó vô 9 triệu rưỡi, nếu ai còn quy chụp tôi lấy tiền của người ta 9 triệu rưỡi thì tôi cũng không biết nói làm sao luôn. Lúc đầu tôi nói là tôi chỉ đóng góp 300 triệu, sau đó tôi thấy tiền tiết kiệm có lãi, tôi thấy bà con đang rất khổ nên tôi đóng hết vào đấy luôn. Cộng lại hết lên đến gần 800 triệu, hơn gấp đôi luôn. Không lẽ tôi đóng 800 triệu để tôi ăn 9 triệu, cái điều đó không hợp lý. Số dư cuối cùng là 9,5 triệu chứ không phải 9 tỷ hay 120 tỷ như lời đồn. 5. Làm rõ khoản tiền mua nước hoa ở tài khoản chuyển 2 tỷ 1 cho mẹ Hà Hồ. Trấn Thành đính chính anh chỉ có một tài khoản để kêu gọi từ thiện, còn tài khoản mua nước hoa là tài khoản của riêng, đến từ ngân hàng khác. Đây là tờ giấy đến từ ngân hàng khác, là tài khoản của riêng Trấn Thành không liên quan gì đến cái này hết. Cho nên ai trách tôi chứng tỏ không chịu đọc bài đăng đó. Tôi viết rất rõ rằng tôi đã lấy bên từ thiện 2 tỷ 2 chuyển cho bố, nhờ bố chuyển cho cô Hương nhưng cô Hương chưa cần và hẹn lại tuần sau. Chẳng lẽ khi ấy tôi lại bảo bố là chuyển lại tiền cho tôi?